Bây giờ đây là những cái setting cơ bản. Đấy. Ui. Nếu bạn không tìm thấy nút bấm phía bên trái và cũng như không thể nào ẩn hiện chuột trong Blue Status, bạn đã tìm đúng clip. Vì mình sẽ là người hướng dẫn nó cho bạn. Đầu tiên, bạn cần lưu biết trước rằng trong Free Fire thì ẩn hiện nút bấm bên trái là cái này. Và để hiện cái nút này thì chúng ta cần phải bấm vào hiển thị nút bấm phía bên trái ở trong phần setting của Free Fire. Ok, thì đó là cái phần cài đặt này nè. Đó, chúng ta sẽ vào phần điều khiển. Chúng ta sẽ hiển thị nút bấm bên trái. Đó, là nếu chúng ta sẽ có cái phím như này. Trong ba cái setting của Free Fire thì có thể khi vào nút cài đặt thứ ba thì nó sẽ là nút này ở phía góc này. Cài đặt 2 thì nó vẫn để ở đây mà. Cài đặt 1 thì nó để ở đây. Và thứ hai đó chính là mọi người sẽ ẩn hiện chuột. Tức là bây giờ mình sẽ vô huấn luyện cho mọi người biết làm sao để ẩn hiện chuột. Đây là Free Fire. Ok, hiện mọi người đã thấy con chuột ở trên màn hình. Bây giờ mình sẽ vào trong Blue Status. Mình sẽ để nó là con chuột này đi, để cho mọi người dễ thấy. Đó là con chuột này. Và mọi người không biết cách để ẩn nó đi như thế này và dùng con chuột để lướt màn hình như thế này. Vậy thì bạn đã tìm đúng clip. Chúng ta sẽ vào phần setting của Blue Status ở góc bên phải màn hình. Đó là phần kiểm soát trò chơi. Sau khi bật phần này lên, chúng ta sẽ tìm đến phần chỉnh sửa điều khiển. Tại đây, chúng ta chú ý đến các phần setting. Có thể bạn sẽ để ở setting Smart. Và mình khuyên bạn nên chuyển sang setting Standard này. Standard. Cái này gọi là Standard. Và khi đó thì phím nó sẽ được tối ưu hóa hơn. Còn trường hợp không có một cái phím gì ở trên màn hình như thế này thì chúng ta sẽ tự chỉnh sửa luôn. Chúng ta sẽ tự chỉnh sửa như thế nào? Đầu tiên là nút di chuyển. Nút bắn. Chúng ta có thể để nút bắn. Để nút này là nút bắn không? Không thể để được. Nút này là nút quay. Không thể để được. Nút này là nút cột. Không thể để được. Ủa, vậy tóm lại, đây là nút ngắm bánh xoay. Và chúng ta sẽ có thể hiện ẩn nút chuột ngắm bánh xoay bằng cái setting này. Bằng cách chúng ta kéo nó vào đây. Chúng ta có thể kéo nó vào đây. 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 Đùa với mọi người thôi, mọi người chỉ cần kéo một lần thôi. Mọi người, mình khuyên mọi người nên để ở đâu đó phía giữa màn hình của cái khung như thế này. Thì mọi người nên để nó ở giữa đây. Và đồ nhảy XY. Đấy, mọi người sẽ bấm vào nút cài đặt. Khi mọi người bấm vào nút cài đặt thì chúng ta sẽ thấy được những phần ở đây. Thì nút ẩn hiện chuột nó sẽ nằm ở ngay cái phần đầu tiên là tổ hợp phím. Nút F1 là mặc định của nó. Mà hoặc là mọi người lúc nó không có thì mọi người có thể bấm nó thành F1. Và khi mọi người bấm vào nút F1 và nó sẽ hiện ẩn hiện chuột như thế này. Đấy. Tức là mọi người sẽ bấm vào nút F1 và nó sẽ ẩn hiện chuột như thế này. Thấy không? Mọi người bấm vào nút F1 thì nó sẽ biến thành cái tâm. Đấy. Và nó sẽ lướt màn hình như thế này. Đấy. Ok chưa? Và tiếp theo đó chính là đình chỉ. Ví dụ như mình để nút Control. Ok. Mình để nút Control, mình bấm lưu. Thì bây giờ mọi người bấm F1 thì nó ẩn chuột đi đúng không? Đang di chuyển như thế này. Mọi người giữ nút Control giữ nha. Nhấn giữ á, nhấn giữ im á. Chứ mọi người bấm vào á, là nó tắt đi, bấm vào là nó tắt đi, bấm vào là nó tắt đi. Tại vì nó sẽ là cái công tắc là nó bấm giữ im, giữ nút Control nè. Đó, thì nó mới hiện lên. Đó, mọi người giữ vậy để mọi người lướt đồ nè. Ví dụ như mình chưa chỉnh nút di chuyển nữa. Bây giờ mình sẽ chỉnh nút di chuyển. Đấy. Để nó nút di chuyển. Mình sẽ chỉnh nút di chuyển đây. Mình sẽ chỉnh nút chạy ở đây nữa. 1, 2, 3, nhảy, ngồi. Ok, chưa chỉnh nút đánh. Ok. Nút F ở đây nữa. Ok, mình ấn chuột đi. Đó, chạy nè. Đấy, lướt qua lướt lại. Chưa chỉnh đồ nhảy nên nó bị nhanh như vậy thôi. Đấy, mọi người di chuyển. Rồi, ok, bây giờ mình lướt đồ.
rút đồ. Đấy, con rút đồ nè. Đấy, chúng ta sẽ rút đồ bằng cách là chúng ta ấn nút F, chúng ta sẽ giữ nút Control, rồi chúng ta sẽ mua đồ như thế này. Và cách kéo cho mọi người bắn thả ra mọi thời tạo Control ra, đó là nó tự hành hiện đi, ấn đi. Bây giờ sẽ đến cài đặt, chúng ta sẽ vào phần này, tinh chỉnh này là để 16.450 thì độ nhảy nó mới được gọi là ra gì và này lọ. Cái này thì tôi để cứ để số 1 chứ đi. Ok, bây giờ đấy, rồi nhảy có vẻ trơn tru mượt mà hơn rồi. Đẩy rồi cái kiểu là sẽ không bị kéo nút đi nữa. 16.450 đấy. Bây giờ mọi người đã hiện được nút bắn bên trái rồi nè. Mọi người ấn hiện chuột bắn nút F1 nè, Control nè. Đấy, lưu ý là khi mọi người để con chuột bình thường như vậy, mọi người sẽ không ấn nó đi bằng nút Control được, mọi người chỉ có thể ấn bằng nút F1. Tức là khi mọi người đang ấn dậy đi thì mọi người bấm Control được thôi. Đấy. Còn nút bắn bên trái này thì ở đây chỉ hiển thị khi bấm nút bắn đấy, mọi người thể thấy nút bắn bên trái này, và mọi người có thể setting là mọi người kéo nút bắn bên trái này qua bên này và thay thế luôn nút bắn này, vì trên PC thì nó hay bị không gọi là không có cái kéo chuẩn lắm, nên mọi người ấn nút bắn bên trái bên phải thì cũng như nhau. Giờ chúng ta đến với nút này, giờ làm sao để chỉnh ra được cái nút bắn. Cái này thì chắc chắn là không được rồi. Đang thắc mắc là làm sao là ra nút bắn này. À, mọi người muốn có nút bắn chữ thập, cái này là gì? À, là hiện một cái chữ thập ở đây màu gì nè mọi người, màu đỏ rồi cái kiểu nè. Bây giờ sẽ tắt nữa, giờ có thể chỉnh màu đỏ này. Ok, nó thành màu đen. Màu đỏ. Đấy, màu đỏ là thành màu đỏ đấy. Để màu trắng luôn đi. Cái này tôi để tầm 50 thôi mọi người. Ok, mọi người muốn ẩn có nút bắn phía bên phải đúng không? Đấy, tức là hận cái nút bắn mà nút bắn này nè, mọi người bấm ok thì nó sẽ hiện nút bắn đâu nè, đây đây nút bắn đây, mình cách là mọi người bấm vào cái nút này là nó sẽ hiện ra đây luôn, bấm vào đây ok. Đấy, bây giờ mọi người bấm vào nút bên phải là đánh rồi. Đấy, clip đến đây là coi như đã hoàn thành xong từ phần chỉnh hiện nút bắn phía bên trái. Bây giờ nút bắn bên trái của mình là mất tiêu rồi, tại vì mình đã để sang bên phải rồi đấy, mình đã để sang bên phải rồi, thấy không đấy. Ở khoan, để tôi xem cái độ nhảy của tôi lúc trước là bao nhiêu ta, 4 0.99. ok, độ nhảy mới nhất của tôi là cái này là bằng 4 này, 4 này, và cái này là 0.99. ok, 0.99. ok rồi. Đấy, bây giờ nhìn nó mượt mà không mọi người? Mọi người thích bắn cái gì cũng được này, bắn MP này, bắn shotgun. Bắn shotgun đi. À đúng rồi, có thêm một cái nút nữa. Đó là nút đổi vũ khí nhanh. Đấy là cái này. Mọi người chỉnh sang tiếng Việt đi. Mọi người chỉnh Free Fire sang tiếng Việt rồi nó sẽ dễ chỉnh hơn. Giờ tôi sẽ chỉnh nút này là nút Q nè. Đó, này thành số 5 nè. Wow, 5. Nút này 4 nè, cái nút tab nè. Thấy không? Đấy, cái này bản đồ M nè. Nút thay đạn nè. Bây giờ là coi như gần như là tôi chỉnh xong hết tất cả mọi thứ đơn giản nhất ở trong cái Viva này rồi. Còn lại nút keo rồi các kiểu thì mọi người có thể xem clip setting khác của tôi. Còn bây giờ đây là những cái setting cơ bản. Đấy. Ui. Hắc rồi. Bây giờ có cái tâm nhỏ ở giữa thằng này bắn 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 gì nhỉ, bây giờ có cái tâm tâm nhỏ nhỏ ở giữa màn hình này nè, vì thần one shot mà sau này bắn one shot dở nha. Đấy, ui, nó phải như vậy đó các bạn ạ. Cái kìa, rồi xong nghỉ game luôn. Sở trường one shot bây giờ lục nghề rồi, mượt vãi luôn.
Đấy. Đấy, mọi cái đó là khi mọi người bắn. Bây giờ mọi người cũng có thể bắn bắn bằng nút bắn bên này. Đè lên như vậy thì nó sẽ tính là nút bắn. Nó sẽ tính là nút bắn bên phải nha. Thấy không mọi người, thấy không? Đấy, nút bắn bên phải nó sẽ tính thôi. Đấy. Nút bắn nào cũng như nhau thôi. Tóm lại chơi trên PC thì một nút bắn là được rồi. Mọi người thắc mắc là tôi nghĩ là mọi người sẽ thắc mắc là làm sao thể hiện cái nút này này. Đấy. Và muốn hiện nó thì mọi người vào cái phần setting này này, mọi người bấm vào cái chuột này đó là nó ra nè. Mọi người kéo vào. Thấy chưa? Ok. Setting của tôi đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ bấm like nha, subscribe nha. Quá là đỉnh.